sắp nước. Đây cho sun sắp nước. Mạnh nó không? Mạnh nào bỏ cái này, nó con này nó cập bụng cơ. Đây sắp nước. Đây là đai kín các bạn nhé. Con này nữa. Con này là ép TK. Đấy, cục nóng là giờ TK. A32. Quạt giờ nóng rất bé so với gri các thứ rất bé. Con nó nhẹ 27 cân. Con này đây. Con này có 19 cân thôi. Ơi nhẹ vậy đấy. 19 cân nhé. Ga có 4 nặng rưỡi chứ. À đâu. Ga có 4 nặng 1. Con nặng 1. Con này tiết kiệm điện quá rồi nhưng mà vì nó bé mà. 2000W. 2500W. Made in Việt Nam. Bye. Đây. Mình ghét nhất Daikin là nó làm cái kiểu này. Ghét nhất Daikin là nó làm cái thằng này. Làm rất ngại. Nào mình lắp cái van chống bỏng đây cực kỳ khó luôn. Rất ngại lắp van chống bỏng vào đây. Mỏng cũng bình thường, không phải là mỏng bình thường, không phải là cái gì đó đẳng cấp cả. Con này là xong xuôi tất cả là gần 10 các bạn, 9,5 triệu tí. Xem lại nhé. Ở đây là mã hotline. Hotline bây giờ nó có dán được cái hotline này vào đây. Con mặt lạnh nó có 8 cân rồi. Mặt lạnh quạt có 0,18A. Hả? Con nó mới á? Ừ thì bạn phay đi. Nó mới không gập bụng được. Để gập bụng được. Chạy gập bụng được. Làm sao cho mình nhàn ấy. Còn ống nước thì mua được mà. Trần quá, như bà bảo, cặp bụng người sát trần á. À, sát trần thì thôi, sát trần thì thôi bạn ạ. Tạo dụng một cái lỗ khóa người sát trần á. Nếu mà không ấy đấy thì chỉ có cách là chạy ống nước, chạy tức là chạy ống đồng ra ngoài. Là chạy ống đồng ra ngoài này, xong chạy ngược lên, chạy ống đồng ngược lên. Bạn hiểu không? Bây giờ tôi phá cái này ra. Xong tôi chạy ống đồng ra ngoài này, cho tôi chạy gập lên. Không chạy thế thì không thì con cũng mới. Cho nó chuẩn chỉ. Không rất lá tí thôi. Đoạn dụng ô thoáng rồi thì không được. Cái này tôi xem cái đồ của loại này nó không vẫn sử dụng. Cần bảo hành tư vấn ở đây không có đi. Bảo hành tư vấn ở đây. Kinh giới hẳn lắm. Cái này nó cho được cái vít này. Tay kia chỉ được mỗi điều khiển là xịn thôi. Đây, các bạn nhìn thấy. Nếu mà so với gri thì không ăn được. Gri giá rẻ hơn nhưng mà cái tàn nó chúng ăn mắt rồi. Mình chưa kiểm tra chất lượng đâu nhưng mà không phải đấy, nhưng mà nói chung thì nếu mà đội bền thì đai kia nó cũng bền. Không về còn chẳng qua là gri nó ăn mắt hơn nữa. Thiết kế của con này nó không thay đổi gì mấy, nó chỉ vẫn cái lưỡi hổ này. Đang review à? Ừ. Cái mạnh cái này đẳng cấp. 10 phân cả phù bì các bạn. Hả? 10 phân nó chìm cả chìm vào là 10 phân. Hả? Tôi quay vạn đâu, tôi quay máy. Tôi muốn so sánh con này với gri xem là nó. Con Capper thì trông nó mỏng manh, trông nó kiểu nó yếu hơn con này tí. Con này nó nhỏ nhưng mà nó cứng cáp, nhìn chưa? À, những con máy này trông nó rất là vuông hòm sắc cạnh, nó cứng cáp, sờ nó rắn chắc, thấy chưa? Mới tụi là nhìn nó nhỏ quá. Nó có 19 cân. Cái gì? Ông lấy cạnh ngoài lấy tập cá. Đâu lấy cạnh ngoài.
đến hết cạnh ngoài của ông đồng. Bao nhiêu cái này? 12,5 đúng không? Cái này là 10 thôi. Bạn lấy 10 thôi. Không, vì cái này nó còn tụt lên nữa cơ mà. Tôi cái này còn tụt lên nữa cơ mà. Cái này của bạn nó còn sát lên đây được tụt 2 phân mà. Tôi thường chỉ lấy 10 phân thôi. Đấy, lên đây là 10 phân. Cứ mép vào tâm lỗ là 10 phân. Ừ, không lại vào tâm lỗ, lấy cả phổ bì. Cá. Bạn muốn lấy sao bạn ấy, bạn bắt tôi có bắt không? Tôi làm cũng đồng nhá. Làm cũng đồng tí tôi bắt cũng nóng nhá. Bạn phay phay nỗ mới lại bắt át thôi. À được, nó tôi làm hết cho. Tâm cá là ừ. Cá tâm nỗ là 3 rưỡi. Bạn muốn làm sao nhà bạn nào? Thế ông bảo ông này cũng tôi nhìn đi. Tôi không thích cái con này, là một cái vấn đề là cái dàn này nó không ăn mắt. Dàn nó không ăn mắt. Con này máy 8.500 thì nó cái phòng này nó cũng thoải mái rồi. Hả? Máy nó chú nó hơi bẩn đấy. Thì cứ kỹ thôi chú đi. Cái tăng kéo rồi. Ý anh kiếm chân lên nhá, xong anh xì phát từ trên xuống dưới đấy nhá. Hả? Thế xì ngang vào tí kiếm chân lên, xì phát từ trên xuống dưới. Đỉnh từ trên xuống dưới. Cứ làm từ từ đó, để cái chậu dưới này nó đầy nước thì em ấy cái gì? Em phải có cái chậu khác một tí nó đầy. Đầy em đổ. Em phụ cho anh cái nào đấy. Anh chịu tốt đấy à? Thôi ổ điện đấy nhá, em lấy rồi đấy, em lấy vải đấy. Nào nghe máy à, đang quay cái muốn làm sao chứ, nó làm đứt chứ trời. Anh Tiến nha. Quạt nó phải giữ tay thôi ạ, à, cho quạt quay thoải mái. Ông phải tháo cái này. Cục cho quạt quay. Cứ quạt quay. Tháo thế thôi. Anh ra thì... Không không. Chủ yếu nó bẩn ra đây nè. Anh đấy là máng nước không tháo được. Tháo được tháo. Cột tan chưa? Ok. Cột đỉnh dàn chưa? Cột từ trên xuống chưa? Dạ, từ trên xuống cơ, bởi vì nó ừ, còn là đằng sau nữa đấy. Hả? Sao đây? Tháo ra à? Đâu? Ở cái này. Chỉ cần cái đại cục thôi, cái tiểu cục cần không? Trên dưới cũng được. Đây là cụt đại. Cụt đại đang quay này. Chưa, chán chưa? Chán hiếu rồi. Khi đúng bằng kiếm này nó phải trở thành huyền thoại.
Thank you.